Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều lần thứ 8 khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa bế mạc. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân quận đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân quận bầu, đồng thời miễn nhiệm chức vụ trưởng ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tấn do chuyển công tác. Các đại biểu đã nhất trí thông qua 12 nghị quyết trên các lĩnh vực làm cơ sở cho thường trực Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận, các phòng ban đơn vị và các địa phương tổ chức thực hiện trong năm 2024.